Rồi mình chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Thì giờ này cũng khuya rồi đó. Tối nay mình lên sóng với anh em, hồi tối này mình gói hàng cho anh em xong. Mình nhảy vào mình rã một con máy quay thái 204. Con máy này bây giờ mình nói nhiều mất hay. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Nhận định, đánh giá, tự quyết định, túi tiền của mình tự bỏ ra mình chơi. Đó, không ai dạy, không ai chỉ mình. Đối với mình con máy này con máy cọp đẳng cấp nha. Thì anh em cũng biết. Đây mình còn con máy quay thái 204 nữa nè. Đầu nồi nguyên zin nha anh em. Con này đúng ô đô đồng hồ 33.000, còn con mình mới rã con này ô đô đồng hồ 31.000 nè anh em. Con mình mới rã ô đô đồng hồ 31.000, con chuẩn ô đô đồng hồ 33.000. Thì như anh em đã biết, mình đã chia sẻ với anh em ở nhiều video, thì máy quay thái 204 là dòng máy, một dòng máy đặc biệt, một dòng máy cực kỳ đặc biệt nha anh em. Dòng máy này là dòng máy Thái, được lắp ráp và sản xuất ở bên Thái Lan. Dòng máy này có thể nói là hiếm ở thị trường Việt Nam mình đó. Hầu như Việt Nam, ở thị trường Việt Nam mình không có xe đâu. Anh em thấy anh em ta dọn cái hình quay nhỏ mà để quay thái 204 toàn là xài đầu lòng quay ít thái không, chứ làm gì được chuẩn quay thái 204. Chuẩn quay thái 204 là cái trục bô nó là cái dây này là phải bằng giải như thế này nè mới chuẩn nè, nguyên zin theo nhà sản xuất người ta, cái ống nè thấy không. Đó, theo nhà sản xuất ta em ở đây có hai bộ, bộ này của con máy khác nha. Thì anh em đón xem theo dõi. Trên một con máy quay thái 204 nó có hai bộ phận xài chung với quay thái 110, đó là bộ nồi và bộ số. Thì rất là may mắn, con máy này đúng nghĩa cọp luôn, đẹp từ đầu đến đít, không lỗi một món nha anh em. Rồi mình không có làm mất thời gian của anh em nữa, mình vào báo giá chi tiết anh em xem. Nếu mà anh em đặc biệt là bộ nồi với bộ số căng nha, nói chung độ đẹp hết anh em ơi. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho mình. Đó, đầu tiên mình chào bán với anh em bộ bùa rong ốc đầu quay thái 204. Bộ này mình bán giá là 800.000. Nói chung người phải làm sao mình mới bán giá này, chứ không lẽ không không mình bán giá này. Ốc đầu nó xài chung với quay thái 110 luôn nha anh em. Cái cạnh y bon, cái cạnh với cái đầu y chang. Nói chung là nó vàng ươm luôn á. Anh em nhìn ban ngoài, ban ngày mới giữ, ban đêm thấy vậy thôi. Siêu đỉnh nha anh em, không có miếng dấu nha. Nó vàng khè luôn á. Bộ này mình bán 800 nha. Bộ bùa rong ốc đầu quay thái 204, góc cạnh bén như quay thái 110 nha anh em. Không khác một chút nha, kể cả cái đầu luôn nha anh em. Bộ này nó đẹp toàn diện luôn nha. Bộ này anh em vô xe cọp không? 800.000 ha. Nó vàng khè luôn anh em thấy không? Cực kỳ anh em nha, bộ này nó chung cọp dữ lắm. Không có một miếng dấu nào luôn nha anh em. Bộ này 800. Bộ này anh em lấy ốc đầu vào quay thái 110 và rim thái là y bon luôn nha anh em. Bộ ốc máy 500. Anh em nào đang xài rim thái là không thể thiếu cái này nha. Còn vàng ươm nha. Ốc máy nữa nè. Ốc máy 500 đẹp không lỗi một con nha anh em. Bộ này đẹp không lỗi một con nào nha. Góc cạnh là y chang quay thái 110 và rim thái luôn nha. Anh em về vô, em chưa ngâm dầu, chưa rửa gì chân, chỉ có rã ra thôi. Đẹp không lỗi một con nào nha. Mấy con mà dính đất vàng vàng này anh em về rửa là ra hết luôn á. Bộ này 500.000. Anh em lấy ốc máy với ốc đầu luôn á. Mình tính cho anh em bộ này giá 1.200.000. Ốc máy ốc đầu luôn 1.200.000. Bộ này mình nói thẳng luôn, quay 110 cập cập cái chừng 70-80 triệu vô khỏe ru. Bộ ốc đầu nè. Quay 110 cập cập cỡ 100 triệu vô khỏe ru. Tiếp theo. Combo lửa. Combo lửa bao gồm 4 ngón. Đầu tiên là cái nắp chặn nhớt. Lắp chặn nhớt ha, nó lấy miếng zin ra nè. Tiếp đến là hoa lăng, nó đẹp như hoa lăng tàu vậy đó.
Bộ này bán 800 ngàn. Đóng mã KRS. FT gần anh em. Này anh em vô 67. Hay là cái gì đó tùy anh em. Lửa này lửa Denso. Mình nhớ nè Denso nè. Mắt anh sao băng nè. Như nó có đóng mắt anh sao băng nó hay gì á. Mình nhớ là vậy. Đẹp như tồn. Bộ này 800 ngàn anh em. Đẹp như tồn luôn. Denso. Bộ này là siêu đẹp nha. FT gần anh em. KRS. Quay thái 204. 800 ngàn. Cuộn lửa nè. Như mới. Đúng sát Euro xe này nó 31 ngàn anh em. Máy này nó 31 ngàn. Chữ ngang anh em. 204 mà. Dưới lốc số mới đã lần đầu. Anh em lưu ý nha, lốc số này mình lấy lại hai cái bạc đạn nha. Và mình lấy lại ti bơm nhớt, bánh bơm nhớt và lò xo ống 6 tăng cam mình lấy lại nha. Đó, lò xo ống 6 tăng cam, ti bơm nhớt, bánh bơm nhớt, cần tăng bánh đỡ là mình lấy lại nha anh em. Vô bộ ốc máy nha. Ốc máy nãy làm báo giá là 500 là có mấy cái đó luôn nha. Còn hai cái bạc đạn này là cho theo bộ số thôi nè. Hai bạc đạn này anh em nào mua bộ số em cho theo bộ số ấy. Lộn, anh em mua bộ dân lóc em cho theo bộ dân lóc nha. Hai bạc đạn nè, cho theo dân lóc của người ta. Rồi bộ đó 800. Tiếp theo nữa là bộ nồi đi. Bộ nồi này em bán 4,5 triệu như đập hộp á. Nói thẳng với anh em, nồi này xài chung với nồi quay thái 110 luôn nha anh em. Trên chiếc quay thái 204 nó có hai bộ phận đó. Một đó là bộ nồi, hai đó là bộ số, là nó xài chung với quay thái 110. Mình nói anh em cái nồi bây giờ anh em khỏi nói nhiều nè, cái nhông nó còn sớ luôn anh em, nhìn đi nghĩ đi. Cái nhông lớn nó còn sớ luôn nè. Thấy không? Nhông lớn nó còn sớ luôn nè. Là anh em biết nó chạy cực kỳ ít rồi. Chỉ có những xe chạy cực kỳ ít mới nhông lớn nó còn sớ kiểu này thôi. Bộ này bán 4,5 triệu nha. Bộ nồi này như đập hộp luôn nha anh em. Full cò muỗng, ốc chỉnh nồi, máng nhớt, ốc bắn máng nhớt đầy đủ. Ốc chỉnh nồi như tồn. Full đầy đủ nha. Rồi anh em theo dõi em nha. Đó, quay thái 204 nha nè, mới rã lần đầu. Cái chuông anh em mua về mà anh em nó giận tay miếng tặng luôn á. Khỏi bán. Nó mà giận tay em tặng anh em luôn á. Không một miếng giận luôn nha anh em, bằng trang luôn nha anh em nha. Bộ nồi này em bán 4,5 triệu, bộ bà càng anh em nhìn tự đánh giá nè. LK nha anh em. Em bao anh em chạy bao dữ nha. Bao mạnh bao dữ nha anh em. Kiếm đâu ra nữa. Thứ này 204 tới giờ 24 20 năm trời, năm 2024 20 năm. Những cái món mà nó đẹp cỡ gì nè anh em. Đôi khi á, mình có tiền mà mình chưa chắc gì mình kiếm có. Mà đôi khi mình không muốn mua thì nó lại có. Chưa có muốn mua thì lại có, nó ác vậy đó. Nhưng mà tới lúc mình muốn cần, chưa chắc mình kiếm có. Bộ nồi như đập hộp luôn á nè. Xài chung với quay thái 110 đời 2000 luôn nè. Bộ này em bán 4,5 triệu nha anh em. Cỡ này giờ kiếm không ra đâu nha anh em. Mình nói thẳng 4,5 triệu. Y chang quay thái 110, khác cái gì đâu. Bố lá FT 107 y chang luôn, 107 nè. FT nè. Mã lá bố mã thái FT 107 theo xe. Nhông trước nhông sau là còn sớ luôn. Đó. Rồi lên. Vẫn xài long đình nồi như quay thái 110 đời 2000 luôn nha anh em, mới tin luôn. Bố lá zin theo xe tất cả nguyên zin nha anh em. Bộ này em bán 4,5 triệu nha anh em. Khác chỗ nào anh em chỉ em. KFMA FCC khác chỗ nào. Xài chung với quay thái 110 luôn, KFMA FCC. Khỏi phản luôn ha, vậy là khỏi phản ha anh em ha. Nè, mã chuồng heo nè, khác chỗ nào. KFLF FCC. Y chang mực còn luôn. Như đập hộp. Bộ nồi này mình nói thẳng, mình bán bộ nồi này á
Nếu như rã trên cục máy quay 110 xuống, bộ nồi này mình thằng nói thẳng đang bán từ giá 7 triệu. Y chang như bộ nồi quay 112.000, không khác một chút luôn. Đố anh em kiếm được miếng gợn miếng gì đó, mình bao đâm cho anh em chạy. Bộ này em bán 4,5 triệu. Đó, anh em nhìn đồ anh em tự đánh giá ha. Bộ số này em bán 2,5 triệu. Nói chung số này là 100% giống số quay thái 110, kể cả cái báo số luôn. Báo số dắt nó xài chung quay thái luôn nha anh em. Như mới luôn. Mực chấm còn, quẹt sơn vàng còn luôn, cửa không gãy. Chưa biết miếng lúng là gì nha anh em. Chưa biết miếng lúng là gì. Full bộ số, cốc đạp, cốc số, báo số em bán 2,5 triệu. Nói thẳng với anh em luôn, bộ nồi, bộ đầu lòng, bộ dên lóc kiếm dễ lắm. Nhưng mà để kiếm một bộ số mà ưng ý để mình ráp máy, mình nói thẳng với anh em, nó hiếm như lên trời. Anh em cùng em theo chân bộ số này. Kết cấu máy quay thái 204 là máy có 100 mà, nhưng mà khi anh em lên xe cảm giác chạy alpha mình không có tuổi đâu, mình nói thẳng không có tuổi đâu. Kết cấu máy quay thái 204 là máy có 100 mà, nó có 100 phân khối à, 97 cm khối à, nhưng mà khi mà lên chạy cảm giác chạy alpha nó không có tuổi. Cái đó mà là cái hay của người ta. Alpha không có tuổi ở lại. Vậy mới đọc chứ. Bộ số này em bán 2,5 triệu nha anh em. Nè anh em cùng theo chân em coi nè. Báo số anh em coi rồi, anh em coi cúc đạp với cúc số này. Cái này về khỏi gam, vô xe dọn luôn. Cái màng mà chỗ này nè, cái màng mà chỗ cây cúc cần số nè, là cái này rửa ra nha. Rồi, xuất sắc nha anh em, không khác một chút nào với quay thái 110 luôn nha anh em. Nhông nhỏ nè, nhông nhỏ là nhông 4 chân như quay thái luôn nè, 2 chân là 2 móng tay em cầm nè, 2 chân dưới nữa là 4 chân nè, số 2. Bộ số thì mình nói thẳng anh em kiếm cực kỳ hiếm nha, không phải dễ kiếm một bộ số mà nó đẹp toàn diện như vậy đâu nha anh em. Em bao anh em là không nhâm một răng nào, cực kỳ đẹp, số còn đen mung anh em. Em bán 2,5 triệu. Anh em ráp máy mà kiểu như anh em kỹ, cái số này nó quan trọng lắm. Không lẽ bây giờ anh hỏi anh em không vừa ý chẻ ra bụng giữa, dên lóc cũng vậy, nó không vừa ý anh em chẻ ra hay gì. Số cực kỳ đẹp nha anh em. Anh em đang ráp máy quay 110, hoặc là anh em nào đang chạy quay 110 và sắp tới mình dự định làm máy, thì anh em cũng có thể nghiên cứu bộ số này. Đó, mình nói thẳng luôn, máy quay 110 đã 10 cục số nó bị nhâm hết 7 cục rồi. Số nó bị nhâm răng là hết 7 cục rồi. Đa số là nhâm ngay số 4 là nhiều, sần bụng á. Bao đỉnh cho anh em nha. Đủ đồ. Mình bán là full đồ nha. Cái cốc tải này, mình nói nó đẹp 100% thì mình nói nó hơi quá, nhưng mà cái này chắc cũng chỉ 99% á. Anh em nhìn tự đánh giá, nó như cây cốc tải quay thái 110 đại 2000 như đó anh em, không khác chút xíu gì chứ. Không có dài hơn nha. Nhưng mà thằng ếch thái là nó, thằng ếch thái nó khác nha, ếch thái cái này nó dài hơn nha. Đó, nhưng mà thằng ếch thái này nhông bên đây nè. Nhông bên đây nè. Thằng ếch thái nhông bên này nó 3 chân nè. Cực kỳ luôn anh em. Đẹp siêu đẹp luôn. Bao anh em quay đầu luôn đó, mình nói thẳng mình tuyên bố luôn, bao anh em quay đầu luôn đó. Mình quay clip rất là rõ ràng, anh em coi chi tiết kỹ càng, không gấp để chốt đâu. Mình mua đồ mình có quyền được mình coi đó. Con heo nè, long đền báo số, ốc lục giác bắt đầy đủ anh em. Con heo mình nói với anh em cái chỗ mà cái khớp này nè, nó chưa có mòn luôn á. Cái khớp này nó chưa mòn luôn nè, thấy không? Bên đây nó đóng chữ A nè,
bên đây nó đóng, ở bên đây nó đóng chữ V, bên đây nó đóng chữ A đó, cái khớp nè chưa mòn luôn nè, khớp này chưa mòn luôn ha. Ừ. Số 12 rồi, ok, bộ này em bán 2,5 triệu, anh em sắp ráp máy quay cho 10 nghiên cứu ha. Nói chung bộ nội bộ số này là, mà nói chung bộ nội này, đặc biệt bộ nội này mình bán lẻ nha. Bộ nồi này là y chang 100% giống quay thái 110, không khác thứ gì đó. Nhiều anh em cứ tưởng tượng, anh em cứ tưởng tượng, ừ, nghe nói 110 cái số lớn lớn này có 100, không phải nha anh em, kết cấu nó như nhau. Ừ. 110 là người ta nói là phân khối, phân khối là cái gì, là cái lồng với cái dên á, 110 được cái lồng với cái dên. Nhưng mà máy 110 nó có cái mạnh và nó có điểm yếu, máy 100 nó cũng vậy, nó có điểm mạnh mà nó có điểm yếu. Máy 100 lúc nào nó cũng lanh hơn máy 110, nhưng tại sao? Tại vì nó lồng ngắn, dên tay ngắn, dên nhỏ. Còn lồng 110 nó xài lồng dài, bởi vì cái máy thứ nhất là cái máy nó không lanh bằng, cái thứ hai anh em đề ba đâu mạnh bằng máy 100 đâu. Đó mình nè, chấp 110, ra đề ba chấp 110, nó thẳng luôn, vô số là phóng liền. Đó, nhưng mà 110 nó, 110 thì nói chung anh em đi nước hậu nó đâm lắm, đâm lắm, tại vì nó giơ tay dinh, dinh lớn, tay dinh dài, lòng dài mà nó ngâm dữ lắm, nó lên dữ lắm. Ừ. Mà mình hỏi anh em, xe mà bây giờ mấy cái chiếc xe mình gắp cái dạng này toàn đồ đẹp, mình gắp dạng xe cưng, anh em lên xe anh em chạy, em nói thật sự em ở đây một thời em cũng chạy hổ báo đó chứ, mà bây giờ em lên xe em chạy 60, 70 dữ lắm 80, giờ anh em chạy quá tốc độ 60, chạy quá tốc độ 60 một số điểm chạy cho 50, anh em chạy quá cơ quan chức năng khỏi cho phạt bắn tốc độ, anh em ỉa luôn rồi. Nguy hiểm cho mình nữa, nguy hiểm cho người khác nữa. Chạy xe vậy vừa phải thôi anh em. Đó thì nói chung cái này là thuộc về vấn đề sở thích, anh em thích chơi nào chơi. Còn bộ dân lóc này em bán 2 triệu nha, không rách miếng ron luôn nha anh em. Ờ, rách rách đây hết chút anh em ơi, tôi tả bậy chết rồi. Đây là rách hết chút này, nó xài ron hai mặt xanh giống như quay thái nha, mã thái nha, AB GB6 nha. Cái này á mình nói thật luôn, cái combo này á, nếu như anh em nào có điều kiện á mà đang chuẩn bị dọn 204 mà dọn đúng hình, tại vì bây giờ có một số anh em á thích đi kiểu này nè, thích xài nguyên cái đầu bò có trục bô của 204 như vậy nè, nhưng mà anh em gắn cái lồng 110 lồng dài, lồng 108 cm khối mà anh em gắn cái dinh lớn, anh em đi bơm nhất rồi, ok anh em đi gì cũng ngơ cũng được, tùy anh em thôi. Còn anh em thích dọn đúng hình trăm thì mình tư vấn anh em bộ dinh lóc nè với cái đầu lồng nè, anh em nên lấy combo như vậy. Nói chung giá đồ đẹp thì không bao giờ có giá tốt, không bao giờ có giá rẻ được, anh em đừng nằm mơ. Dù ở đây mình mua rẻ mình cũng không bán rẻ nữa, tại sao? Tại vì cái đó là mình may mắn, mình không có ngu dại gì mình đưa cái may mắn của mình cho anh em hết trơn á, nói cho anh em nghe vậy luôn cho anh em hiểu. Không có ngon bổ rẻ đâu, đừng có nằm mơ. Ừ. Mình cũng vệ sinh xương xương cái lóc sạch sẽ hết rồi, răng cỏ thì mình bao anh em, răng cỏ nó mới tháo ốc lần đầu mà nó như mới mà. Ừ. Thì nó rất là mộc nha, mới tháo lần đầu tiên nha anh em, đẹp lắm, miễn chê, mực xanh mực vàng còn từ lửa hột dưa hết trơn á. Ừ. Nó xài bơm nhớt ti nha anh em, 100 thì nó xài bơm nhớt ti, bởi vì nó mới có ti bơm nhớt chứ bánh bơm nhớt đó. Mình anh em mua bộ dinh lóc này mình cảo hai mặt đạn bên đây qua đưa cho anh em nha, khỏi có chê được đâu, mình nói thẳng luôn á, như cái dinh đập hộp á tay cứ ngắt luôn á anh em. Ừ. Lửa mới bắn gần đầu mà đầu dinh anh em nhìn đường nào phản, nói thẳng luôn đường nào phản nó như mới luôn á. Ừ. Đây mình còn cục nè, cục này đi đúng sát 33.000 nè, trong video này mình giới thiệu cho anh em luôn. Ừ. Như mới luôn á anh em nè, chưa biết miếng lúng miếng ngắn là gì luôn anh em thấy không đó, những anh em nào ráp Supreme rồi đó, đó những anh em nào ráp máy Supreme anh em lưu ý nha, cái này vô rim tháng cũng được nha, một là vô Alpha, hai là vô Super này nọ thôi nha, Super lồng nhôm nha, vô lồng sắt không có được nha anh em. Dên lóc này em bán 2 triệu, còn cái đầu lồng này em bán 5,5 triệu nè. 5,5 triệu là bao gồm những gì? Cái thứ nhất là full bộ trục bô xử lý khí thải của quay đúng quay thái 204, đúng co xăng quay thái 204 nha, ốc co xăng là như mới luôn nè, những con ốc đẹp như mới hết đây, đúng co xăng quay thái 204, ống zin luôn nha, theo xe hết nha. Mình không bán lẻ đâu nha anh em, mình nói trước nha, bộ đồ lồng này mình không có bán lẻ đâu, bán là bán full bộ như vậy đó, 5,5 triệu
97 cm khối, cái em gạch 12 có bách lòng dính luôn nha anh em. Những con ốc như này là vàng khè hết. Ốc chân đồng mình bắt dính vô đây cho anh em luôn nè, mình rút dây rút rồi. Hên cái đầu lòng này rã dính ron hết trơn luôn, không rách miếng ron nữa. Miếng ron này miếng ron tồn, bây giờ anh em mua biết nhiêu tiền không? Nè, đây nè, đầu lòng này rách ron chân nè, bởi vì mình cho tặng cho anh em miếng ron tồn nè. Ừ, ron tồn nè. Không phải như ron mới xanh hãng, xanh dương bây giờ đâu nha, xanh của người ta xanh đẹp lắm, xanh như theo xe vậy đó. Đầu lòng này 5,5 triệu nha, full bộ xử lý khí thải. Chục bô xá xị, chục bô đầy đủ. Ừ. Ống hơi là còn đen thùi lùi, ống giải là mới tinh. Ống hơi đen thùi lùi nha anh em. Không phải ba cái đồ ve chai, mình không bán đồ ve chai, mình ở đây chơi máy giữ mà nó thẳng luôn, mình tuyên bố mà. Đây là mình chơi máy giữ mình mới chơi. Muốn chơi mà cái ve chai mà yên bà. Còn khi mình bán thanh lý và cái đồ ve chai thì có nha anh em. Nhưng mà không có nha, nắp cò chưa mở nha anh em. Ốc tán là vàng ươm hết trơn luôn nha anh em. Ừ. Con này nó đầu ET20 anh em, đầu ET20. ET20. Ừ. Bộ này anh em lấy 5,5 triệu nha. Ron chân hồng không rách nha, còn chế bích tông anh em nhìn đánh giá. Chế bích tông nó đẹp 98% á. Mã ART nha anh em, mã Thái nha. Bên đây KFM nha, giả dưới nè. Đó anh em nhìn bích tông anh em đủ hiểu ha, mình khỏi phải giới thiệu nhiều ha. Rồi ok, mình đẩy vô cho anh em coi cái lồng. Nè, có cái lồng nhìn đánh giá xe đậu nè, hai bên nè. Đó, xe đậu là gì đó, hai bên đó. Ừ. Cái lồng này còn gì để nói nữa không? Ừ. Cái sự khác biệt giữa lồng Thái với lồng Việt Nam nó vậy đó anh em. Ừ. Sự khác biệt dạ trên nè. Kinh khủng không? Ừ. Bao anh em lên xe, bao đủ thứ, bao quay đầu luôn, muốn bao cái gì bao đó. Bộ này mình bán giá là 5,5 triệu nha. Đó rồi đó, hoàn tất con xe này rồi đó. Đó còn á, anh em nào lấy á, mình nói anh em nè, bộ dên lóc thì mình bán 2 triệu, còn cái tay dên thì anh em đừng hỏi mình, đầu lòng cỡ này thì tay dên anh em cũng hữu hiểu ha. Đó, muốn bao cái gì mình bao anh em cái đó. Thì á, nếu như á, mình tư vấn anh em, nếu như anh em ráp đúng hình 100 đúng 204 thì mình khuyên anh em nên lấy combo dên lóc với đầu lòng. Thì dên lóc này 2 triệu, đầu lòng 5,5 triệu thì mình tính cho anh em hai cái là 7 triệu, mình bớt lại cho anh em 500 ngàn, tại vì anh em mua nhiều đó. Còn ở đây em có một cái đầu lòng quay Thái 204 tiếp tục, cái này cũng quay Thái 204 luôn, nhưng mà cái đầu lòng này cứ nó cọp hơn cái đầu lòng này một tí. Cái đầu lòng này hôm rồi trên máy nó đúng xác là 28 ngàn, như mới luôn á. 97 cm khối KFM trừ 9, hàng cái quỷ nước nhôm nắp tròn, nước keo khủng khiếp không à. Ống này cũng đen thùi lùi như mới. Ừ. Dính bận giờ thôi cũng đen thùi lùi như mới đó. Anh em nhìn đi, nhìn tự đánh giá. Ừ. Bát lòng ốc bắt chân nồng đây nha. Ừ. Thằng này là đầu ET22, đầu ET22 anh em. Còi xăng đúng quay Thái 204, ống zin nha. Nắp cò chưa mở nha anh em. Ngon anh em nhìn nè. Ừ, xanh lè xanh lét hết nha anh em, gách con chân nồng. Ừ. Cái này là cái bugi của nó còn luôn nè. Bugi zin theo xe nó còn luôn. Mực tè le hột me hết trơn á. Mà đầu lòng này nó cọp lắm, trái bê tông nó cọp dữ dằn lắm. Trái nó dài trên mà nó cỡ này anh em nghĩ đi. Hôm nay em nghĩ chạy không có nhiêu chứ, nó chạy phiêu phiêu chơi con nè. 28 ngàn mà dạng đi đường phố phiêu phiêu chơi dạ trên cỡ này nè. ART nè, KFM nè. Con này đầu lòng rồi đi đúng xác 28 ngàn, như mới luôn á anh em. Đầu lòng này mình bán là 6 triệu nhưng mà mình sẽ tặng cho nó gắt gon chân rồi, mình cạo gon sạch luôn cho anh em rồi, mình tặng anh em miếng gon chân đồng tồn. Mình bán 6 triệu đó. Anh em đừng hỏi sao đồ 100, mình mắc, mình ở đây không quan trọng. Quan trọng là anh em thích là được, anh em mình bán cho anh em về trải nghiệm, anh em hài lòng là được, đừng nói giá với mình. Ủa? Mấy cái món đồ này không có nói gì giá được.
anh em đã chấp nhận chơi đầu này là đừng đừng suy nghĩ đến chuyện giá, có thể nó bót ở đó đó, có thể nó mắc hơn người ta, có mắc hơn 1 triệu luôn cũng được đó, nhưng mà đúng chất đồ để mình chơi anh em, siêu cọp. Trời, thị trường Việt Nam bây giờ anh em kiếm một cái đầu lòng đúng quay 204 hơi bị hiếm, mình nói thẳng luôn. Còn đây con máy này, con máy là đúng sát 33.000 nè. Cục máy thì anh em có chơi em bán cho anh em giá là 15 triệu, đầu nồi nguyên zin em bao đâm cho anh em xài, ngon cờ dựng đứng luôn. ET24 full nha, như hình, đúng quay thái 204 mực màu còn hết trơn luôn nè. Đầu nồi nguyên zin em bao cho anh em xài, con này 15 triệu, cốt tải nó chắc chắn là phải như mới rồi. Đây, chưa vệ sinh luôn. Máy quay 110 còn chưa rã này. Rồi anh em có xài hú, em chào anh em nha, tổng chào nha. Đây còn cái lòng 110 tăng đa cọp nè, anh em có chơi alo. Chào anh em nha.